Vâng, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh channel Stream GT Và hôm nay mình xin chia sẻ với bạn một cái video Mà rất là nhiều bạn có nhắn tin và hỏi Vì sao Youtube trừ tiền Và quan trọng nhất là thông qua một cái câu hỏi Mà mình thấy rằng là thôi thì làm video này cho các bạn Vì trên mạng kia có rất là nhiều những cái câu trả lời rồi Nhưng hôm nay mình sẽ làm một cái video mà Cụ thể nhất về ba cái nguyên nhân chính Vì sao Youtube trừ tiền các bạn Và bạn có đặt ra câu hỏi đó là Sao trong cái mục tích của Youtube Tiền hôm trước của bạn đó là 500 đô nhưng bây giờ của bạn là có 210 đô. Vậy YouTube có trừ tiền không? Vì sao YouTube trừ tiền vô cớ vậy? Mồ hôi công sức của em, mình thích nhất cái câu đó mồ hôi công sức của em. Và cuối cùng cái video này thì mình sẽ phân tích cho bạn, cho bạn đó và cho tất cả bạn hiểu. Thì với lại YouTube có trừ tiền không thì chia sẻ với bạn là có. Có 100%. Đúng không nào? Câu trả lời. Câu trả lời là có và ba cái nguyên trên ba cái nguyên nhân chính là vì sao nó trừ thì cái điều đầu tiên đó là do cái nhà quảng cáo trên Google Adsense thì nó có những cái loại đó là quảng cáo free và quảng cáo giá rẻ và như các bạn có thể thấy rằng là thế thì những cái quảng cáo miễn phí đó những quảng cáo giá rẻ đó khi YouTube họ quét họ thống kê họ thống kê xem tài khoản của bạn vào trong cái ngày mà được nhận tiền và hiển nhiên rằng là ở cái ngưỡng mà từ cái ngày mùng 6 cho đến ngày 11 thì các bạn thấy thấy rằng là cái tài khoản của bạn sẽ bị trừ đi một cái khoản tiền nó nhỏ nó có thể nhỏ hoặc nó có thể rất lớn và hiển nhiên rằng là khi nó quá nhỏ có quá bé thì có thể các bạn không để ý nhưng nếu các bạn để ý kỹ ra thì chúng ta đều bị trừ tiền trừ một một cái một cái khoản tiền mà cho cái quảng cáo giá rẻ và chắc chắn một cái điều rằng là bị, bị trừ nhiều hay bị trừ ít là do cái sự hên xui của bạn vì nếu mà kênh channel của bạn có cái từ khóa nó không tốt và nó lại toàn quảng cáo giá rẻ giá rẻ tới và rồi này có quảng cáo free tới thì y như rằng là youtube nó quét ra và nó sẽ trừ tiền các bạn đó là nguyên nhân đầu tiên nguyên nhân thứ hai là do cái IP ạ do cái ip vậy thì làm sao lại do cái IP thì chia sẻ bạn một điều rằng là mỗi địa chỉ IP thì chúng ta đa số được phép kích có một lần quảng cáo thôi, Đấy, kích một lần thôi. Nhưng hiển nhiên rằng là kích ở đây là kích vào một loại quảng cáo. Và nếu như các bạn mà kích nhiều lần thông qua cái địa chỉ IP đó, thì đồng nghĩa với việc là tiền nó vẫn tổng cho các bạn, nó vẫn tổng cho các bạn vào cái mục analytic này, nó vẫn tổng cho các bạn vào cái mục analytic này nhưng các bạn biết một cái điều rằng thì YouTube nó có một cái định kỳ như mình nói bên trên thường thường này vào ngày mùng 6 cho đến ngày 11 thì bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ quét nó sẽ quét xem cái kênh YouTube của bạn thì nó có cái lượng kích ảo nó như thế nào và rồi từ đó nó sẽ trừ tiền bạn ông nào mà có cái lượng kích ảo mà nó vừa phải thì hiển nhiên là nó trừ tiền còn ông nào mà kích ảo nhiều quá thì có thể là kênh của ông nó bị đạt đó là lý do làm sao có rất là nhiều người mà bị đai cây và cái lý do thứ ba đó là do cái hệ thống quảng cáo bị trùng nằm hoạt động quảng cáo nó hay chạy theo từ khóa mà và nó hay ran uh, ran đờm từ khóa thì các bạn có thể thấy rằng vậy thì do cái quảng cáo trùng nằm này, này khi các bạn xem kênh youtube của một ai đó hay xem chính youtube của bạn ở một cái địa chỉ ip khác bạn sẽ thấy rằng là đôi khi chúng ta có cái quảng cáo trùng nằm Ví dụ chúng ta đang xem về quảng cáo Coca Cola chẳng hạn. Đó, bình thường thì quảng cáo xung Coca Cola thì có sẽ có một cái quảng cáo khác, nhưng chúng ta bật mãi bật mãi bật mãi vẫn thấy cái quảng cáo Coca Cola thì đồng nghĩa với việc rằng là ở đó YouTube họ lại quét và rồi lại trừ thiệt của bạn thông qua cái quảng cáo đó. Và có điều đặc biệt rằng thì các nhà quảng cáo, các bạn phải lưu ý rằng các nhà quảng cáo thì họ lại trả tiền theo cái giá thầu của từ khóa đó theo cái giá thầu của từ khóa đây là cái lý do làm sao khi các bạn hỏi rằng là vì sao kênh của em cùng một chủ đề với kênh của một ông bên kia nhưng em với ông đó chỉ khác nhau một tí tí về từ khóa thôi ông lại làm nhiều tiền hơn em còn em ít tiền thì các bạn phải lưu ý rằng các nhà quảng cáo thì họ trả tiền theo cái giá thầu của từ khóa có chứa trong video của bạn và đồng nghĩa với việc là lúc đó bạn sẽ thấy rằng YouTube họ sẽ quét cái video của bạn và xem xem cái nội dung trong đó nó ra làm sao và họ xem xem đó là cái lượng kích quảng cáo của bạn nó như thế nào và từ yếu tố đó thì sẽ có thể thấy rằng là ba cái nguyên nhân chính này nó sẽ xoay vần với nhau nó sẽ giống như là một cái vòng tròn và điều đó là điều hiển nhiên là lý do kênh channel của bạn bị trừ tiền vậy thì có thể thấy rằng là khi áp dụng vào cái câu hỏi này của bạn bạn có 500 đô và cuối cùng bạn thu được 210 đô vậy thì cái lượng kích ảo của bạn khá là nhiều đó là cái điều đầu tiên cái điều thứ hai đó là có thể kênh channel của bạn hưởng quá nhiều quảng cáo miễn phí Và chắc chắn một điều rằng chỉ có hai nguyên nhân chính này Là do cái kênh youtube của bạn nó đạt được cái ngưỡng như thế Và nhưng có một cái trường hợp nó kỳ dị hơn Đó chính là đôi khi các bạn lại có một cái điều Người ta xem vào 28 ngày đó, Người ta xem 28 ngày Gần nhất thì các bạn sẽ thấy rằng mức cái tiền YouTube của bạn ấy nó xuất hiện lên trên đó nhưng khi các bạn muốn xem xem đó là cái tiền tiền tháng các bạn được nhận thì các bạn phải nhấn vào cái mục tháng nó tháng mấy tháng mấy đó ví dụ tháng 1 hoặc tháng 2 thì bạn sẽ thấy rằng tháng đó bạn bao nhiêu tiền Đấy, vì rất là nhiều ông có một cái phương trầm đó là cứ nhấn 28 ngày gần nhất thì không biết rằng là 2 tháng ngày gần nhất đấy nó là của nửa tháng này của nửa tháng kia thì cái vấn đề đó các bạn thể thấy rằng là chúng ta đang tra nhầm tiền trừ khi các bạn tra được cái 500 đô này nó nằm trong tháng chứ thứ ba chẳng hạn nhưng khi tháng thứ ba nó tổng lại bằng 210 đô thì đồng nghĩa việc đây là ba cái nguyên nhân chính mà các bạn sẽ thấy rằng YouTube làm sao họ trừ tiền bạn và thông qua video này đã giải quyết cho bạn đó và tất cả các bạn hiểu rằng là vì sao YouTube trừ tiền rồi mong rằng các bạn sẽ có được thông tin hữu ích từ video này và chúc các bạn có một buổi tối tuyệt vời